Phạm Hương và với chia sẻ của mình thì Phạm Hương xin được nói rằng là ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, rất là nhiều cảm xúc. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì cách đây là một năm thì Phạm Hương đã trở về nước từ cuộc thi Hoa hậu vũ trụ thế giới và cũng đã nhận được rất là nhiều tình yêu thương của tất cả quý vị. Chào đón Phạm Hương. Và cũng một năm đó thì cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ chính thức được khởi động trở lại. Và có lẽ rằng khi mà ngồi trong khán phòng này cùng với tất cả những cái hình ảnh của mình trong suốt một chặng đường một năm vừa qua thì Phạm Hương có rất là nhiều cảm xúc để có thể đứng đây chia sẻ với tất cả quý vị. Như quý vị biết rằng là ngày 3 tháng 10 năm 2015 thì có lẽ là một trong những cột mốc mà ông sẽ không bao giờ quên khi mà mình đăng quang một vị cao quý nhất, đó chính là ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ. Và ngôi vị đó đã mở ra cho Phạm Hương một cánh cửa mới với rất là nhiều cơ hội, rất là nhiều thử thách để Phạm Hương có thể chứng minh bản thân mình nghị lực, quyết tâm ở cương vị mới, cương vị của Tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Và ngày hôm nay, buổi công bố cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 sẽ được diễn ra sắp tới. Thì Phạm Hương rất là vinh dự và hạnh phúc khi mình có mặt ở đây để có thể đồng hành cùng với tất cả những cô gái trẻ. Một trong số những cô gái ấy sẽ may mắn tiếp nối Phạm Hương trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ của Việt Nam. Và Phạm Hương nghĩ rằng đó sẽ là một cô gái cũng sẽ hội tụ đủ những yếu tố của trí tuệ, của nhân cách, của sắc đẹp để có thể đại diện cho phụ nữ Việt Nam chinh phục tại đấu trường Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới cùng với lại những dự án cộng đồng mà Phạm Hương đang biết lan rộng. Và Phạm Hương nghĩ chìa khóa của thành công, chìa khóa của sự thành công cũng như tình yêu thương của tất cả quý vị khán giả dành cho cô gái ấy sẽ là bởi sự nỗ lực, tự tin và sự chân thành nhất. Và những